Đã thành thông lệ mỗi dịp đầu xuân, các đơn vị trong toàn quân lại tất bật chuẩn bị cho một mùa huấn luyện mới. Đối với riêng quân chủng phòng không không quân, việc thực hiện thắng lợi bàn bay đầu xuân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ là ban bay đầu năm mới khởi đầu cho mùa huấn luyện mới, mà thành công của ban bay này sẽ tạo tiền đề, khẳng định trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân, đồng thời tạo tâm lý phấn khởi, củng cố niềm tin để cho cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021. Tết Tân Sửu vừa qua được vài ngày, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 lại bắt tay vào chuẩn bị thực hiện ban bay cán bộ đầu tiên của năm 2021. Cả nước đang tiếp tục trải qua những ngày chống dịch COVID-19. Và tại đơn vị này, kinh nghiệm từ mùa huấn luyện tuyệt đối an toàn vừa qua đã được áp dụng triệt để từ những ngày đầu mùa huấn luyện mới để vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, vừa phòng chống dịch một cách triệt để. Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp. Thì đấy đó cũng là một cái mặt rất là khó để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong năm. Nhưng cũng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thủ trưởng cấp trên, xác định rõ tầm quan trọng của ban bay đầu xuân. Thì đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy trung đoàn chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể tỉ mỉ đến từng thành phần như phi công, kỹ thuật, hậu cần, thông tin và các thành phần khác. Ngay từ sáng sớm, việc quét dọn đường băng, đường lăn, sân bãi đỗ được các chiến sĩ thực hiện khẩn trương, cẩn thận, sạch sẽ. Công tác kiểm tra tình trạng của xe, máy, kiểm tra hệ thống xăng dầu, xe tra nạp nhiên liệu hàng không, kiểm tra hệ thống máy bay, tất cả đều được các lực lượng đảm bảo thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, nghiêm túc. Chúng tôi đã xác định là một khâu rất là then chốt. Ngay khi có kế hoạch thì chúng tôi đã tiến hành cho kiểm tra trọng điểm và kiểm tra tất cả các hệ thống máy bay, hệ thống thiết bị và hệ thống vô tuyến để làm sao, đặc biệt hơn là chúng tôi có tiến hành kiểm tra thu thả càng máy bay để làm sao các ban bay đầu xuân bảo đảm vững chắc kỹ thuật hàng không. Là phi công cấp 1 trải qua hàng nghìn giờ bay trên các loại địa hình, khí tượng khác nhau. Như năm nay, lần đầu tiên thiếu tá Hoàng Văn Thái, phi đội trưởng phi đội 2 được lựa chọn là phi công bay khai trời trong ban bay đầu xuân mới của trung đoàn. Khi được chọn là phi công đại diện đơn vị bay chuyến bay khai xuân đầu tiên, bản thân tôi cảm thấy vinh dự và tự hào, lòng quyết tâm, nhiệt huyết sôi sục hơn lúc nào hết. Đối với chuyến bay khai xuân, ban bay khai xuân đầu tiên an toàn thắng lợi sẽ tạo được niềm tin, đó là cơ sở, là động lực để toàn đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2021. Thực hiện được 8 trên 8 lần chuyến, Trung đoàn Không quân 923 đã hoàn thành 100% kế hoạch ban bay đầu xuân. Thành công của ban bay này đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên toàn thể cán bộ phi công chiến sĩ Trung đoàn 923 nói riêng, cũng như toàn lực lượng không quân cho một mùa huấn luyện mới thắng lợi.